bán hàng thấp hơn giá vốn. Giá bán trên hóa đơn có được thấp hơn giá vốn không? Nếu xuất hóa đơn bán ra thấp hơn giá vốn có bị phạt không? Bài viết này tôi xin giải đáp các vướng mắc đó của các bạn. Theo Điều 25 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định, Điều 25 ấn định thuế đối với trường hợp người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị vi phạm pháp luật thuế. 2. Ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp. Người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong các trường hợp sau. A. Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế có căn cứ chứng minh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, số liệu trên sổ kế toán không đầy đủ, không chính xác, trung thực, dẫn đến không xác định đúng các yếu tố nằm căn cứ tính thuế phải nộp, trừ trường hợp bị ấn định số thuế phải nộp. B. Qua kiểm tra hàng hóa mua vào bán ra thấy người nộp thuế hạch toán giá trị hàng hóa mua vào bán ra không theo giá thực tế hạch toán phù hợp với thị trường. Cơ quan thuế có thể tham khảo giá hàng hóa dịch vụ do cơ quan thuế quản lý thuế qua do cơ quan quản lý nhà nước công bố cùng thời điểm hoặc giá mua, giá bán của các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng hoặc giá bán của doanh nghiệp kinh doanh cùng mặt hàng có quy mô kinh doanh và số khách hàng lớn tại địa phương để xác định giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trường, làm căn cứ ấn định giá bán, giá mua và số thuế phải nộp. Câu hỏi 1. Bán hàng dưới giá vốn có cần giải trình với cơ quan thuế? Chúng tôi có kinh doanh mặt hàng về điện thoại di động. Do nhập hàng chính hãng, số lượng ít nên giá nhập cao, tại thời điểm bán ra thị trường thấp hơn giá nhập, nhưng không vượt quá 20% giá nhập. Vậy chúng tôi có thể xuất hóa đơn bán hàng theo giá thực bán thấp hơn giá đến 20% so với giá vốn được không? Có cần công văn giải trình hay thông báo gì với cơ quan thuế về việc này không? Rất mong được sự hỗ trợ của quý chi cục. Xin chân thành cảm ơn. Chi cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh trả lời. Chuyên phụ trách chuyên đề kê khai thuế và quyết toán thuế nội dung trả lời. Trường hợp công ty bán hàng theo giá thực tế đến tay khách hàng thì công ty không cần công văn giải trình hay thông báo gì với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế có đủ căn cứ công ty bán ghi giá trên hóa đơn thấp hơn giá thực tế bán hàng thì xử lý truy thu thuế và xử phạt về hành vi khai man trốn thuế. Câu hỏi 2. Công ty tôi thanh tra thuế vì năm 2009-2010 kinh doanh mặt hàng sắt thép inox, giá cả thị trường biến động liên tục nên có những mặt hàng công ty bán thấp hơn giá vốn, bán lỗ. Cán bộ thanh tra thuế yêu cầu điều chỉnh doanh thu ít nhất cũng bằng giá vốn. Điều này thực tế tại công ty không xảy ra. Xin hỏi cán bộ thuế yêu cầu như vậy có đúng không? Và nếu đúng thì quy định ở thông tư nào? Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, người trả lời chuyên viên phụ trách chủ đề kê khai thuế và quyết toán thuế. Nội dung trả lời tại khoản 1 điều 13 thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định. Điều 13 xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của pháp luật bị xử phạt theo số lần tính trên số tiền thuế trốn, số tiền gian lận thuế như sau. 1. Phạt tiền một lần tính trên số tiền thuế trốn, số tiền gian lận thuế đối với người nộp thuế vi phạm lần đầu, trừ trường hợp bị xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế tại khoản 1 điều 12 của thông tư này, hoặc
Vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở nên khi có một trong các hành vi vi phạm sau đây: không xuất hóa đơn ghi bán hàng hóa dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa dịch vụ đã bán và bị phát hiện sau thời gian nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế. Trường hợp công ty đề nghị liên hệ trực tiếp đoàn thanh tra thuế để xác định chi tiết nội dung vi phạm và căn cứ xử lý. Chú ý, nếu doanh nghiệp bạn muốn bán hàng khuyến mại, chiết khấu thương mại thì phải đăng ký với Sở Công Thương nhé. Nếu doanh nghiệp bạn có hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, biên bản kiểm kê xác nhận hồ sơ. Mời các bạn hãy nhấn đăng ký và hiển thị thêm. Ngoài ra các bạn có thể nhấn vào tên kênh để được xem nhiều video hơn.